Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Ăn Vui. Quý vị thân mến, nhắc đến loại quả được mệnh danh là vua của các loài trái cây thì bạn cho rằng đó là loại quả gì ạ? Vâng, không gì khác, loại quả mà tôi muốn nói đến chính là chanh. Bởi lẽ, chúng mang lại vô vàn công dụng đối với sức khỏe và đặc biệt là chức năng làm đẹp đối với người phụ nữ. Cũng chính vì vậy nên trong gian bếp của hầu hết gia đình Việt không thể thiếu đi loại quả này. Chúng ta thường dùng chanh để làm ra nhiều thức uống bổ dưỡng, dùng làm gia vị trong mỗi bữa ăn hoặc đơn giản là nguyên liệu để tạo ra hỗn hợp chăm sóc da. Tuy nhiên, hầu hết mọi người thường vứt bỏ đi phần vỏ chanh mà ít ai biết rằng bộ phận này được các giáo sư đánh giá là nơi chứa nhiều vi chất có lợi cho sức khỏe. Nếu biết cách sử dụng thì vỏ chanh còn đặc biệt hiệu quả đối với những người bị chứng đau nhức xương khớp. Và nếu bạn cũng đang mắc phải căn bệnh này mà chưa tìm ra phương pháp chữa trị hiệu quả thì đừng bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay nhé! Chỉ với một cốc nước rẻ tiền mà Sống Ăn Vui chia sẻ ngay sau đây sẽ khiến cho xương khớp được chân chu, khỏe mạnh, đau cỡ nào cũng hết hẳn. Chanh và những loại trái cây thuộc họ cam chanh rất giàu vitamin C, vì vậy mà chúng rất tốt cho sức khỏe và giúp chữa được rất nhiều căn bệnh. Đặc tính chữa bệnh từ vỏ chanh đã được phát hiện ra từ thế kỷ 18. Khi đó, chúng được sử dụng để chống cúm và chống nhiễm trùng cho thủy thủ trên tàu. Ngày nay, thì chanh còn được biết đến như một loại trái cây được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong các biện pháp trị liệu tự nhiên. Theo lương y Âu Văn Dự, Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang, ngoài khả năng tăng hương vị cho nhiều món ăn, chanh cũng rất giàu giá trị dinh dưỡng. Trung bình một trái chanh chứa 17 calo, 0,6 gram protein, 0,2 gram chất béo, 5,4 gram carbon, 1,2 gram chất xơ và 1,5 gram đường. Ngoài ra thì loại quả này có khả năng cung cấp cho cơ thể 51% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày và nó còn chứa một lượng lớn vitamin B và khoáng chất như magie và kali. Một cốc nước chanh tươi sẽ có chứa khoảng 23% liều lượng vitamin C và được khuyến cáo hấp thụ mỗi ngày. Một ly nước chanh vào mỗi buổi sáng có thể cung cấp cho bạn đủ năng lượng cho cả ngày và giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường và những bệnh tim mạch. Theo các chuyên gia, chanh không những tốt cho sức khỏe mà vỏ chanh cũng mang lại lợi ích không kém. Nó đóng vai trò là một chất khử trùng và kháng khuẩn mạnh sẽ chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Đồng thời, nó cũng giúp cho các mạch máu được thả lỏng và làm giảm các cơn đau khớp. Hãy bỏ túi hai cách chữa bệnh đau khớp đơn giản nhanh chóng với vỏ chanh sau đây. Cách sử dụng vỏ chanh để giảm đau khớp. Rất đơn giản, bạn chỉ cần xoa vỏ chanh trên những vùng đang bị đau trên cơ thể sẽ giúp loại bỏ cơn đau một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể thực hiện biện pháp trị liệu khác bằng cách cho vỏ chanh và dầu ô liu. Cách đơn giản như sau: nguyên liệu: vỏ chanh 100g, dầu ô liu 300ml. Cách làm: vỏ chanh tươi thái nhỏ cho vào bình thủy tinh. Đổ dầu ô liu vào cho lượng dầu phủ kín hết vỏ chanh. Để bình ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời sau 2 tuần là có thể dùng được. Cách dùng: mỗi khi bị đau ở khớp xương, lấy một ít dầu ô liu chanh xoa vào chỗ đau, cảm giác đau nhức sẽ giảm nhanh sau ít phút. Mỗi lọ hỗn hợp chanh dầu ô liu có thể dùng được trong khoảng 6 tháng, nếu không hết thì bỏ đi làm lọ khác để dùng. Bên cạnh đó, bạn có thể lấy vỏ chanh đã chín vàng, sau đó đem hâm nóng lên. Khi vỏ chanh đã nóng thì bạn lấy nó áp lên những chỗ bạn bị đau nhức xương khớp. Bạn có thể lấy băng dính hoặc băng gạc cố định chúng lại và để như vậy vài giờ đồng hồ. Liên tục như vậy vài lần là các cơn đau của bạn sẽ giảm đi đáng kể. Theo thạc sĩ Lê Văn Yên, Bệnh viện Bạch Mai, thì vỏ chanh chính là thứ tốt nhất của quả chanh. Nó có chứa đến 22 chất khác nhau như limonini, vitamin C, citrus pectin với tác dụng phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều tinh dầu và chất chống oxy hóa. Đồng ý với quan điểm đó, bác sĩ Nguyễn Đức Mạnh cũng nói, khi mọi người sử dụng chanh thường chỉ sử dụng mỗi nước cốt chanh mà hay bỏ đi vỏ chanh. Điều này rất lãng phí. Vỏ chanh được coi là dược liệu thiên nhiên chữa bệnh tốt nhất và có khả năng giúp tiêu độc mạnh nhất. Trong vỏ chanh có hàm lượng canxi cũng như tinh dầu gấp đến 10 lần nước cốt chanh. Nó còn giúp kháng viêm và làm giảm nhanh các cơn đau hiệu quả. Nên bạn hãy tập thói quen ăn cả vỏ chanh thì rất tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Đức Mạnh cho biết thêm rằng việc sử dụng vỏ chanh để làm giảm cơn đau nhức xương khớp là hoàn toàn có cơ sở hiệu quả, vì khi hơi nóng vỏ chanh sẽ giúp vùng xương khớp bị đau nhức giãn mạch ra, giúp tăng tuần hoàn máu. Khi đó, các chất trong vỏ chanh sẽ dễ dàng thẩm thấu vào bên trong giúp giảm đau. Tuy nhiên, cũng có một số lưu ý, đó là bạn phải lựa chọn chanh kỹ lưỡng, tránh những quả đã sử dụng thuốc, chanh đã bị dập nát hoặc hư hỏng, khi đó sẽ ảnh hưởng đến việc chữa bệnh.
Quý vị và các bạn thân mến, đơn giản dễ thực hiện, không tốn kém mà vẫn hiệu quả chính là những mỹ từ để nói về cốc nước thần kỳ này. Vì vậy, đừng lãng phí vỏ chanh mà hãy sử dụng chúng theo cách của Sống Ăn Vui đã chia sẻ nhé. Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng ngoài công dụng chữa trị đau nhức xương khớp, vỏ chanh còn có 9 tác dụng đối với sức khỏe của con người không ạ? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay trong phần tiếp theo của video. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để khám phá xem đó là 9 công dụng gì nhé. Thứ nhất, chống ung thư. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng vỏ chanh có khoảng 22 chất chống ung thư như limonini, citrus pectin, glycosid, flavonol, vitamin C. Một quả chanh có thể phòng chống khoảng 50% các loại bệnh do tế bào ác tính gây ra. Vì lý do này, các nhà khoa học cho hay khoảng 150g vỏ chanh là lượng bạn cần tiêu thụ để phòng tránh bệnh ung thư. Bạn hoàn toàn có thể trữ chanh đông lạnh để tiện cho việc sử dụng và giữ nguyên được dưỡng chất bên trong. Theo nhiều nghiên cứu cho rằng, vỏ chanh bao gồm các thành phần được gọi là Savostrol Q40 và Limonini, được biết đến có tác dụng chiến đấu chống lại các tế bào ung thư trong cơ thể. Ngoài ra, chất flavonoid có trong vỏ chanh có hiệu quả kiềm chế sự phân chia các tế bào ung thư, nên nó được coi là biện pháp ngăn chặn sự phát triển của các loại bệnh ung thư, bao gồm ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư da. Một nghiên cứu cho thấy rằng, tiêu thụ trà nóng với vỏ chanh đã được chứng minh là mang lại lợi ích cho việc ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Thứ hai, tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột và tăng cường sức đề kháng. Một lý do nữa khiến cho vỏ chanh xuất hiện trong những món ăn của gia đình đó chính là tác dụng tăng cường miễn dịch tốt cho hệ tiêu hóa. Những hoạt chất có trong vỏ chanh có tác dụng phòng chống nhiễm trùng, đau họng, tăng cường chất xơ kích thích tiêu hóa, giúp đường ruột hấp thu tốt nhất chất dinh dưỡng từ thức ăn. Chính vì vậy mà vỏ chanh được chế biến làm thành bánh ngọt hoặc làm bột vỏ chanh làm gia vị tẩm ướp thực phẩm. Hoặc nếu không, người dùng cũng có thể chế biến món nước chấm vỏ chanh cực ngon, cực hấp dẫn. Thứ ba, trung hòa các gốc tự do. Các gốc tự do từ electron lẻ hiện diện trong tế bào của cơ thể chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của một số loại ung thư, các vấn đề về tim, lão hóa xương và các bệnh tự miễn dịch. Các vitamin C hiện diện trong vỏ chanh đóng một vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do nên có thể ngăn chặn vấn đề trên. Mặt khác, các gốc tự do cũng có thể liên kết với các mạch máu gây tổn hại sức khỏe. Đó là lý do bạn nên bổ sung vitamin để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh. Thứ tư, làm giảm nồng độ cholesterol. Tiêu thụ của vỏ chanh giúp giảm mức cholesterol trong cơ thể, thúc đẩy sức khỏe tim mạch tốt hơn. Kali trong vỏ chanh thực sự giúp trong việc duy trì huyết áp. Polyphenol flavonoid làm giảm cholesterol LDL, cholesterol xấu. Các vitamin C và vitamin B cũng giúp đỡ trong thanh toán bù trừ các mạch máu, từ đó sẽ ngăn chặn hoặc giảm thiểu những rủi ro phát triển các bệnh như huyết áp cao, bệnh tim và bệnh tiểu đường. Thứ năm, làm mềm khuỷu tay khô. Hãy cắt đôi quả chanh, chỉ cần đặt khuỷu tay trong nửa quả chanh và xoay chanh như thể bạn đang ép nó trong hơn 10 phút. Rửa sạch và lau khô, da bạn sẽ sớm lấy lại vẻ mềm mại ban đầu. Thứ 6. Khuyến khích giảm cân. Vỏ chanh bao gồm một thành phần được gọi là pectin, giúp giảm cân. Pectin thực sự có tác dụng giảm hấp thụ quá nhiều đường, do đó giúp duy trì cân nặng của bạn. Thứ 7. Vỏ chanh có nhiều tác dụng trong làm đẹp. Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa và chữa đối với các vấn đề về tim, mụn trứng cá, cholesterol, bệnh còi cọc và nhiều hơn nữa. Nó bao gồm các enzyme thiết yếu, vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin P, canxi, kali, chất xơ, limonini, acid citric, flavonoid, polyphenol, resveratrol Q40, có tác dụng làm cơ thể cũng như tâm trí được sảng khoái. Thứ 8. Giúp răng miệng chắc khỏe. Nếu bạn thiếu hụt vitamin C thường dẫn đến chảy máu niếu răng, viêm niếu hoặc bệnh sơ cơ vi, thì vỏ chanh chứa nhiều vitamin C nên được xem là loại thực phẩm giúp răng miệng chắc khỏe cũng như giảm thiểu các bệnh liên quan đến răng miệng. Thậm chí nhờ tính kháng khuẩn mạnh của vỏ chanh nên có thể làm giảm tình trạng nhiễm trùng nước do vi khuẩn Staphylococcus mutans gây ra. Thứ 9. Vỏ chanh có thể giải độc cơ thể. Thêm một số công dụng cũng không kém phần hữu ích từ vỏ chanh đó chính là giải độc cho cơ thể. Cuộc sống hiện đại ngày nay với rất nhiều vấn đề ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thực phẩm bẩn, nhiễm hóa chất. Dĩ nhiên tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể. Chính vì vậy mà cơ thể sẽ bị nhiễm độc dù ít hay nhiều nếu không được loại bỏ độc tố triệt để dẫn tới nguy cơ nhiều căn bệnh khác xuất hiện. Khi độc tố tích tụ lâu ngày thì chắc chắn sẽ gây nên những chứng bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, một điều khá tốt là trong vỏ chanh có chứa hoạt chất flavonoid có tác dụng tiêu độc cho cơ thể rất hiệu quả. Vì vậy, người dùng đừng quên sử dụng bài thuốc từ vỏ chanh mỗi ngày.
Chú ý khi dùng vỏ chanh. Sau khi uống vỏ chanh khoảng 2 tiếng mà cảm thấy nhức đầu hoặc khó đi tiểu, thì bạn nên ngưng ngay việc sử dụng, nên pha nước vỏ chanh ấm, tránh quá nóng hoặc quá lạnh vì dễ làm ảnh hưởng đến các enzyme có lợi trong chanh. Bên cạnh đó, tránh uống nước vỏ chanh khi đang đói và chỉ nên uống sau ăn khoảng 30 phút để giúp thức ăn được tiêu hóa tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng với những chia sẻ ngày hôm nay, quý bạn sẽ tận dụng vỏ chanh để sử dụng giúp mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của bạn. Và đừng quên chia sẻ những mẹo nhỏ này đến bạn bè và người thân của mình cùng biết nhé. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có rất nhiều video hấp dẫn về kiến thức dinh dưỡng và làm đẹp. Để tiếp tục theo dõi, mời quý vị ấn vào bên trái hoặc bên phải của màn hình. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.